Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ làm sao vậy nha mọi người. Thì mình chuẩn bị một tô nếp này nè, mà mình cũng không có cân nó khoảng nhiêu nữa, tại mình làm nhắm chừng không có lúc nào cũng vậy chứ. Còn dư thêm một ít đậu xanh không vỏ này nha. Còn cái này thì hôm bữa mình cắt nó cảm thấy mà mình nấu ra được nhiều nè, rồi mình cũng sử dụng luôn. Thì mình nghĩ nó cũng không có nhiều nữa, trên cái màu nó sẽ lợt hơn nha. Và mình cũng có lá cẩm tím nhưng mà thì mình không có pha vô mọi người, để mình làm thử lá cẩm thái này thử coi cái màu nó ra làm sao nha. Nào giờ mình chưa có làm màu này nữa. Thì đây là lon nước cốt dừa. Thì nguyên liệu mình chuẩn bị bao nhiêu đó thôi nha. Xin mời mọi người cùng làm với mình nha. Thì mình sẽ đi vo nếp và ngâm khoảng 1 giờ nha mọi người. Là đậu xanh luôn. Lần này thì mình sẽ không làm nhân viên và mình sẽ cho đậu xanh thẳng vào trong nếp này luôn. Cho nên mình nếp và đậu xanh mình sẽ ngâm chung luôn nha mọi người. Mình sẽ đổi cái thao to hơn để mình ngâm nếp mọi người, cái thao này nó hơi nhỏ. Giờ mình sẽ cho nước cẩm tím đi cho hết nha. Thì cái chai này là khoảng 500ml. Thì mình cứ để đây mình ngâm khoảng 1 giờ đồng hồ nha mọi người. Thì giờ mọi người ơi, mình nói là mình sẽ nấu cái nước cẩm tím không, nhưng mà mình thấy cái màu nó nhạt quá mọi người, cho nên mình sẽ cho thêm cái màu củ dền này nè. Thì mình xin lỗi mọi người nha, thì mình tính nấu cái kia không mà mình thấy quá trời nó không có màu gì luôn á, nó giống như là màu trắng luôn vậy đó, cho nên mình sẽ cho thêm một ít màu củ dền này cho nó đỏ đỏ luôn nữa nha. Thì mình sẽ để thêm nước nữa và mình ngâm cho chẳng đúng 1 tiếng luôn này, khoảng mới có 30 phút là mình thấy nó không có màu mọi người ơi. Nên là mình cho củ dền vô rồi nha. Bây giờ cái màu nó có gì nè. Chứ hồi nãy màu nó trắng tắt à. Với cái lượng nếp này thì mình sẽ chia 2 lần nấu, tại mình thấy nó hơi nhiều nè. Thì mình sẽ chia 2 lần đi, chứ để nấu 1 lần nó không có chín. Mình sẽ mình nấu nếp thì mình sẽ cho nước bằng với cái mặt nếp vậy là được. Nhưng mà đừng có cho nhiều quá, cho nhiều quá cái nó nhão nếp á. Mình đang ngâm rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vô đây 1 tí muối trước khi nấu nha mọi người ơi. Khoảng nửa muỗng vậy đó. Và một ít lá dứa nha. Giờ mình sẽ để vô nấu cơm nha mọi người ơi. Thì mình sẽ bật với chế độ nấu bình thường nha. Thì nếp của mình đã nấu chín rồi, để mình mở nắp ra nha. Wow, cái màu nó không có được đẹp mà mọi người ơi, cái màu nó ra màu này nè. Nhưng mà nếp của mình nó dẻo ngon nè, không có bị nhão luôn á. Và lúc mình ngâm mình thấy cái màu hơi đẹp, nhưng mà làm cái này cái màu nó hơi sẫm, nó không có đẹp rồi, nó màu không có đẹp rồi. Không mà kệ, màu không đẹp thì mình làm theo mà không đẹp. Bây giờ mình sẽ thắng đường nha mọi người ơi. Thì mình cho một lon nước cốt lá dứa này vào hết luôn nha. Mình sẽ cho một giá đường nha mọi người. Và mọi người, đây là cái cơm dừa nạo sấy á, mình làm xôi mình hay để vào luôn luôn, để vào lắm luôn á. Thì mình sẽ cho vào đây một ít luôn nha. Mình để vào đây một ít lá dứa nữa mọi người. Lá dứa này mình đông lạnh nè. Thì nước đường mình nó sôi nè, mình cho nó sôi khoảng 1 phút đi rồi mình vớt lá dứa ra nha. Mình cho sôi và mình xào. Giờ mình sẽ cho sôi hết vào luôn nha mọi người ơi. Thì mình nấu này cũng nhiều nè. Mình để lửa thật nhỏ và mình xào cho đến khi nào nước đường nó khô và nếp nó dẻo là được thì là thôi nha mọi người. Khi nếp mình xào xong mình sẽ cho một ít vani nước như vậy nha.
bởi hàng ta bán cái vanilla này là mình xài cái loại này mình thấy thơm, cũng thơm ngon lắm đó mọi người. Mình sẽ cho người ta một ít rồi mình xào tiếp nha. Thì từ giờ mình xào cũng khoảng cỡ 5 phút rồi đó mọi người. Mình thấy nếp nó dẻo rồi nè, giờ nó khô rồi nè, giờ là được rồi đó nha. Giờ mình sẽ có khuôn á, mình bỏ vô khuôn mình ép, hoặc là mình để vô cái mâm mình sao đó, mình làm cũng được nha mọi người. Bây giờ mình thấy nếp mình được rồi đó nha mọi người. Mình có chuẩn bị hai cái khuôn nè, cái này thì là hình cái hoa á, còn cái này thì cũng như mình làm cho nó tròn tròn rồi nữa, mình cắt ra xé xé mọi người. Thì cái này thì mình sẽ lấy giấy bọc thực phẩm đó mọi người, mình sẽ lót ở dưới nha. Mình sẽ cho một ít mè dưới này thôi. Hay là cũng không thích cũng không sao, mà mình thích trên dưới đều có mè á. Mình để sôi à. Mình tán đều đều ra vậy nè. Thì tùy theo mọi người, muốn để ít thì để nhiều thì để. Thì mình thấy mình để hơi lưng cái khuôn này vậy nè, cho nó dày dày á. Sau khi mình tán xong rồi mình sẽ cho thêm một lớp mè ở trên nữa. Thêm một lớp mè nữa nha. Mọi người thích đậu phộng thì bỏ vô cũng được, bỏ lạc lên cũng được. Mình thích mè, mình cho mè lên. Rồi, vậy là xong. Mình sẽ để qua một bên nha. Cái khuôn này mình cũng sẽ cho một ít mè dưới đây nha mọi người. Cho nếp vào. Mình sẽ để lên đây một lớp mè nữa. À, nhận cái này xuống thử ra nha mọi người. Sẽ lật ngược trở lại nha. Wow. Mình lấy cái này ra trước đi. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Thì mọi người ơi, mình với phần nếp mình chuẩn bị á, thì mình làm được hai cái hoa này này nha. Hai cái hoa và một cái khuôn trong đây nè. Thì cái này mình sẽ để tất cả nguội rồi mình mới gỡ ra nhau nhờ, chứ để còn nóng á, nếp mình nó không có dẻ, nó không có ngon, nó sẽ bời gờ ra á. Rồi sau khi mình để ra cho sôi mình nó nguội thì mình sẽ lấy ra cái dĩa này nè. Rồi mình sẽ cắt cho mọi người xem nha. Thì mình sẽ cắt cái miếng như vậy, và mình lấy cái bọc túi ni lông này là mình sẽ quấn lại mọi người. Và khi nào mình ăn á thì mình sẽ hâm lại lò vi sóng nha, hoặc là mình để đông nhiều quá mình đông lạnh á, rồi khi nào mình thấy thèm á thì mình lấy ra mình ăn mọi người. Thì một lần ăn có thể một miếng gì nè là no rồi. Thì mình đã bao từng miếng như thế này lại nè mọi người, là mình bảo quản sẽ dễ hơn á. Mình ăn không hết thì mình để tủ đông, rồi sau này mình lấy ra mình để lò vi sóng, mình quay khoảng 30 giây một phút gì đó là mình có thể ăn là được rồi đó mọi người ơi. Tiện lại nữa. Thì hôm nay mình làm xôi nó lá xôi màu lá cẩm, nhưng mà màu lá cẩm hơi lợt quá cho nên mình đã để thêm cái màu củ dền á. Hai màu nó hòa lại nó thành cái màu này cho mình cũng không hiểu sao luôn mọi người. Thì tuy cái màu không đẹp nhưng mà xôi ăn rất là ngon luôn đó. Nó béo và nó ngọt, nó thơm nữa. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha.